Bấy giờ quang minh vượt qua thế giới đó, chiếu khắp phương đông 10 cõi Phật. Phương Tây, Nam Bắc, bốn hướng trên dưới cũng là như thế. Trong mỗi thế giới đều có trăm ước cõi Diêm Phù Đà, cho đến trăm ước trời sắc cứu kính, hết thảy trong đó đều thấy hiện rõ như thấy Đức Phật Thế Tôn ở nơi đây, ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng, có các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật cùng nhau vây quanh. Trong mỗi thế giới đó đều có trăm ước cõi Diêm Phù Đà, trăm ước Đức Như Lai cũng ngồi như thế, đều nhờ thần lực của Phật nên mỗi phương trong 10 phương đều có một vị Đại Bồ Tát cùng với các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật tụ lại cùng đến chốn Phật. Những vị Đại Bồ Tát đó, tức là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, vân vân, từ cõi nước của Ngài đến, vân vân, đó là thế giới kim sắc, vân vân. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Bất Động Trí Như Lai, vân vân. Lúc đó, quang minh ở dưới chân của Phật phóng ra, vượt qua thế giới đó, chiếu khắp phương đông 10 cõi Phật. Ở phương Nam, Tây Bắc, bốn hướng trên dưới, chín phương còn lại của thế giới đó cũng giống như vậy. Trong mỗi thế giới 10 phương, đều có trăm ước cõi Diêm Phù Đà cho đến trăm ước cõi trời sắc cứu kính. Hết thảy trong đó, đều hoàn toàn hiện rõ trong quang minh, từ chân của Phật phóng ra. Như ở nơi đây thấy Đức Phật Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng, ngồi kiết già truyền đại pháp luân giáo hóa chúng sinh, có các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, cùng nhau đến chốn Phật, vây quanh Phật. Mỗi thế giới trong 10 phương đều có trăm ước cõi Diêm Phù Đà, lại có trăm ước Đức Như Lai, cũng ngồi kiết già trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng, hoàn toàn nhờ đại oai thần lực của Phật. Cho nên mỗi phương trong 10 phương thế giới đều có một vị Đại Bồ Tát cùng với các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật tụ lại cùng nhau đi đến chốn Phật, nghe Phật diễn nói diệu pháp. Những vị Đại Bồ Tát đó, tức là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, vân vân, các ngài từ nước của mình đến, tức là thế giới kim sắc, vân vân, như đã nói, mỗi vị Đại Bồ Tát đều cúng dường Phật, phụng sự Đức Phật. Phật đó tức là Như Lai Bất Động Trí, vân vân. Tức là còn có 9 vị Đại Bồ Tát, đại biểu, còn có 9 thế giới, còn có 9 vị Như Lai. Bấy giờ tất cả mọi nơi đều có Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ở chỗ Đức Phật, đồng thời phát ra tiếng nói vài kệ rằng. Lúc đó khắp tất cả mọi nơi đều có Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi ở trong mỗi đạo tràng của Phật, đồng thời tuyên nói vài kệ dưới đây. Chúng sinh không trí huệ, bị ái độc làm hại, vì đó cầu Bồ Đề, các Phật Pháp như vậy. Vì nhân duyên gì mà chúng sinh đến đời ác năm trược, vì có ái, do đó có câu, ái không nặng không sinh ta bà, nghiệp không sạch không sinh tịnh độ. Hết thảy tất cả phiền não đều từ ái mà sinh ra. Chúng sinh vì chẳng có trí huệ cho nên bị ái độc làm hại. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đại bi tâm thiết, chảy ra diệu vị cam lồ và đề hồ vô thượng, dùng trực tâm trí huệ để khai thị tất cả chúng sinh. Tại sao chúng ta điên đảo? Tại sao lại hồ đồ? Vì vô minh quá nặng. Có vô minh thì sinh hành, có hành thì có thức, có thức thì có danh sắc, có danh sắc thì có lục nhập, có lục nhập thì có xúc thì có thọ thì có ái thì có thủ thì phải vì sở hữu của mình, chuyển chuyển, mà có sinh, có già, có chết. Đây là đạo lý 12 nhân duyên cùng nhau sinh khởi. Vì chúng sinh chẳng có trí huệ nên bị ái độc làm thương hại. Ái có 9 ví dụ sau đây. Một, như còn thiếu nợ, ái giống như còn thiếu nợ của người chưa trả sạch, ví như tập dư của hàng thanh văn duyên giác chưa đoạn sạch, ái chưa đoạn sạch, thì giống như thiếu nợ, do đó người tu đạo nhất định phải minh bạch sự lợi hại của ái, nó chẳng những hại thân mà còn làm thương hại tâm. Hãy cẩn thận nên nhớ, một khi xảy chân ngàn năm ân hận, vĩnh viễn chẳng có biện pháp cứu vãn. Hai, như nữ la sát. Quỷ nữ La Sát tâm địa rất độc hại, hay ăn sạch tiểu nữ La Sát do chính mình sinh ra, thậm chí ăn cả chồng của mình, đó là biểu thị ái hay khiến cho con người thọ sinh tử. Có sinh tử thì sẽ đọa lạc ở trong ba đường ác, tức là súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Ba, như cọng hoa sen. Dưới cọng hoa sen ẩn núp một con rắn độc,
Người thích hoa sen đẹp, đi hái hoa sen thì sẽ bị rắn độc cắn, ái hay khiến cho con người chẳng thoát khỏi sinh tử. Cộng hoa ví dụ cho năm dục, tài sắc danh thực thủy, ái ví dụ cho rắn độc, nếu ái năm dục thì sẽ bị rắn độc cắn. Bốn như ác thực, giống như vật ăn chẳng ưa thích, miễn cưỡng mà ăn thì sẽ sinh bệnh mà chết, đọa vào ba đường ác. Ái cũng như thế, cưỡng cầu thì sẽ tán mất mạng sống. Năm như dâm nữ, tức là người nữ bán linh hồn, thứ người này hủy hại pháp lành, bị quỷ vô thường truy lùng, đoạt mất sinh mạng thì sẽ đọa vào ba đường ác. Sáu như ma lầu ca tử, nó hay trói chặt phàm phu mất đi pháp lành, khiến cho điên đảo mà chết, chết rồi đọa vào ba đường ác, chịu khổ vô cùng, chẳng được giải thoát. Bảy như nhọt có thịt thối, ái như là sinh một nhọt, bên trong có thịt thối, nếu không trừ sạch một nhọt thì một nhọt chín mùi sẽ sinh trùng, dần dần sẽ bị trùng ăn sạch pháp thân huệ mạng, mà người cũng tán mất trí huệ, do đó mà đọa lạc. Tám như gió bão, gió bão hay thổi ngã cây cối, ái hay làm gốc rễ bồ đề quật lên, ái thật đáng sợ, không biết bao nhiêu người vì nó mà thân bại danh liệt, thậm chí nhà tan người mất, còn không nhận thức tội lỗi này là hàng đầu. Chín như sao chổi, sao chổi chẳng cát tường, vì đuôi của nó có tia sáng nhoáng rất là mãnh liệt, hình như cây chổi, một khi sao chổi xuất hiện thì thế giới chẳng thái bình, không có nạn đao binh thì có nạn đói khát, ái hay đoạn tất cả căn lành, khiến cho người đọa vào ba đường ác, ví như sao chổi chẳng cát tường. Mười phương tất cả chư Phật ba đời vì cứu độ chúng sinh bị ái độc làm thương hại mà khuyến phát cầu bồ đề và đề xướng phương pháp đoạn dục khử ái, khiến cho họ biến tâm ái dục thành tâm bồ đề. Tâm ái dục là ngu si, tâm bồ đề là giác ngộ. Tại sao chúng ta ngu si? Vì bị ái làm mê hoặc, vì tất cả chúng sinh đều thích ái, chẳng có phản đối ái. Khắp thấy nơi các pháp, hai bên đều xả lìa, thành đạo vĩnh chẳng lùi, chuyển pháp luân vô đẳng. Khắp thấy sắc pháp, tầm xả pháp, bất tương ương pháp, vô vì pháp, vân vân. Nhận thức tất cả các pháp, tu trùng đạo liễu nghĩa mới giải lìa được hai bên có và không, không rơi vào bên không, không rơi vào bên có, tức là trung đạo, chẳng chấp trước vào bên có và không. Thấy được thật tướng của các pháp thì chứng được trung đạo bí thể, đạo nghiệp sẽ có sở thành tựu, vĩnh viễn chẳng thối chuyển, không thối chuyển phân làm ba thứ. Một, vị không thối, hành Bồ Tát đạo chẳng thối về pháp nhị thừa. Hai, hành không thối, chỉ có tu hành tiến về trước, dũng mãnh tinh tấn, tơ hào không giải đãi thì sẽ không thối lùi về sau. Ba, niệm không thối, phát tâm đại bồ đề, trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh, Phật thường truyền đại pháp luân không gì sánh bằng. Đây là tối cao vô thượng, khiến cho chúng sinh thành Phật đạo. Kiếp không thể nghĩ bàn, tinh tấn tu các hạnh, vì độ các chúng sinh, đây là sức đại tiên. Chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp cho đến bây giờ đều giải đãi phóng dật, đối với Phật Pháp vẫn còn hoài nghi, chẳng dũng mãnh tinh tấn, gặp được chánh Pháp cũng chẳng dụng công tu hành, gặp được tà Pháp thì hoan hỷ như điên cuồng, nỗ lực học tập. Đức Phật chẳng phải như thế, Ngài ở trong vô lượng vô biên đại kiếp không thể nghĩ bàn, Ngài đêm sáu thời siêng tinh tấn, siêng tu tất cả pháp môn. Ngài vì muốn độ tất cả chúng sinh, lìa khổ được vui, nên siêng năng tu hành. Sau khi thành Phật rồi, mới có sức lực để độ chúng sinh, giáo hóa chúng sinh, đó là sức đại tiên, tức cũng là sức của Phật. Lúc Phật Thích Ca Mâu Ni còn ở đời thì một ngày nọ, Ngài cầm một nắm đất lên và hỏi đệ tử: các con nói xem đất trong tay của ta nhiều hay là đất ngoài đại địa nhiều? Các đệ tử đáp: đất trong bàn tay của Đức Phật rất ít, đất ngoài đại địa nhiều. Phật lại nói: các con có biết chăng, đắc được thân người ít như đất trong lòng tay của ta, mất đi thân người nhiều như đất ngoài đại địa. Chúng ta học Phật chỉ có 5 phút, chẳng có tâm thường hằng, vì vậy cho nên lưu chuyển ở trong 6 nẻo luân hồi, có khi đọa địa ngục, có khi lên trời, có khi làm Atula, có khi làm súc sinh, có khi làm quỷ, có khi làm người, xong làm người chẳng phải là việc dễ dàng. Do đó có câu: thân người khó được, nay đã được,
Phật pháp khó nghe, nay đã nghe, đời này không độ thân này, khi nào độ thân này? Chúng ta rất may mắn được thân người, đừng có khinh thường sứ mạng làm người, phải hành Bồ Tát đạo, hãy lấy tất cả lợi ích chúng sinh làm tiền đề, không thể ích kỷ lợi mình, chuyên nghĩ về mình, có lợi thì dành, có hại thì tránh, hành vi như thế không chấp nhận được, phải hiểu rõ triệt để, đời trước chẳng tu, nay mới chịu khổ, đời sau này không tu thì đời sau càng khổ. Đạo sư Hàng Các Ma, dũng thiện vô năng thắng, trong quang diễn diệu nghĩa, từ bi nên như vậy. Đạo sư là đạo sư tiếp dẫn chúng sinh, tức cũng là Phật, tiếp dẫn chúng sinh trong tà đạo, trở về con đường chân chánh, tiếp dẫn chúng sinh ác đi trên con đường thiện, dẫn dắt chúng sinh liễu sinh thoát tử, bỏ mê vẻ giác, bỏ tối theo sáng, dẫn dắt chúng sinh phát bồ đề tâm, hồi sự hướng lý, vị đạo sư đó tức là Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi Phật ở dưới cội Bồ Đề sắp thành chánh giác thì Ma Vương Ba Tuần biết thế gian có vị đại giác sắp thành đạo bèn sinh đại sợ hãi. Vì Phật lực tăng trưởng, ma lực giảm bớt cho nên Ma Vương Ba Tuần dùng đủ thứ sức lực để phá hoại đạo nghiệp của Phật. Do đó xuất lãnh quyến thuộc đến tứ phía cội Bồ Đề xí đồ nhiễu loạn sự tu hành của Phật vì hiếp Phật. Lúc đó Phật phóng tướng luồng hào quang trắng nhập vào tam muội thắng ý tử tâm, ở trong tướng luồng hào quang trắng lại hiện ra đủ thứ quang minh, trong đủ thứ quang minh lại hiện ra đủ thứ hóa thân quang minh đó, trên thông đến cõi trời, dưới suốt đến địa ngục. Lúc đó hết thảy ma con ma cháu, dân ma binh ma cảm thấy tứ chi chẳng có sức lực, đầu ngước lên chẳng được, mắt cũng mở không ra, bèn thối lui. Mà vương lại sai ba con ma nữ xinh đẹp dùng sắc đẹp để nhiễu loạn tâm thanh tịnh tu hành của Phật. Ma nữ đến dưới cội Bồ Đề hiện ra tướng yêu mị để dẫn dụ Phật, xí đồ khiến cho Phật động tâm mất đi đạo nghiệp. Phật bèn dùng tướng luồng hào quang trắng chiếu soi chúng. Lúc đó các ma nữ bị quang minh chiếu liền biến thành các bà lão xấu xí già nua, chín lỗ chảy ra đồ dơ bẩn. Bà ma nữ nhìn thấy tướng mạo của chúng xấu xa đáng ghét, nghĩ rằng tướng mạo xấu xí vô cùng mà còn muốn dụ dỗ Phật chăng, bèn bỏ đi. Tướng luồng hào quang trắng của Phật có oai lực không thể nghĩ bàn, cho nên hay hàng phục tất cả thiên ma ngoại đạo. Phật là bậc thánh nhân đại trí, đại nhân, đại dũng, đại hùng, chẳng có ai thắng qua thần lực của Phật. Trong quang minh của Phật hay diễn thần thông diệu dụng không thể tả được. Dùng tam muội tử bi để hàng phục ma, vì Phật tử bi cho nên mới hàng ma được như thế. Phật dùng tâm trí huệ phá các phiền não chướng, một niệm thấy tất cả đó là thần lực Phật. Chư Phật nhờ sức trí huệ mà phá được hết thảy phiền não chướng của chúng sinh. Phiền não có 84.000 thứ, Phật nói 84.000 pháp môn là để đối trị 84.000 phiền não. Phiền não hóa hết sẽ biến thành bồ đề. Tại sao chúng sinh chẳng có trí huệ như Phật? Vì chúng sinh có phiền não chướng. Trong một niệm đầy đủ 84.000 pháp môn, trong một niệm phá được 84.000 phiền não chướng, đó là nhờ đại oai thần lực của chư Phật gia trì. Chỉ cần bạn cải ác hướng thiện, hồi tiểu hướng đại, y pháp tu hành, thì sẽ có sự cảm ứng như thế. Đánh vang trống, chánh pháp, giác ngộ mười phương cõi, đều khiến hướng bồ đề, sức tự tại được vậy. Khi Phật truyền đại pháp luân như là đánh trống chánh pháp, tại sao phải đánh trống chánh pháp? Vì muốn khiến cho chúng sinh trong mười phương biển cõi nước tỉnh ngộ, khiến cho họ phát tâm đại bồ đề vĩnh viễn không thối chuyển. Đó là nhờ thần thông tự tại của Phật mới được như thế, khiến cho tất cả chúng sinh bỏ mê về giác. Chẳng động vô biên cảnh mà đến các ước cõi, nơi có chẳng chấp trước, đó tự tại như Phật. Chẳng động bồn thể, Phật chẳng động đạo tràng mà đến khắp pháp giới. Phật ngồi dưới cội bồ đề mà pháp thân đến vô biên cõi nước chư Phật. Đó là cảnh giới có mà chẳng có, không mà chẳng không. Cho nên nơi có mà chẳng chấp, nơi không cũng chẳng chấp. Nơi có không chấp tức là chân không, nơi không chẳng chấp tức là diệu hữu. Người có được cảnh giới như thế thì tất cả đều tự tại giống như Phật. Pháp thân của chư Phật là vô tướng, tuy chẳng có tướng nhưng sánh như hư không. Hư không thì đầy khắp mọi nơi, hư không chẳng có bờ mé, thân Phật cũng chẳng có bờ mé. Hư không là vô tướng, Phật cũng vô tướng, do đó có câu:
Nếu ai muốn biết cảnh giới Phật, hãy tịnh ý mình như hư không. Cho nên nói cứu kính thường thanh tịnh, do đó có câu Phật Pháp thanh tịnh nguyệt, thường du tất kính không, chúng sinh tâm cấu tịnh, Bồ Đề ảnh hiện trung, nghĩa là Phật Pháp như trăng rằm, thường ở trên bầu trời, chúng sinh tâm thanh tịnh, bóng Bồ Đề hiện ra. Ý niệm luôn nghĩ đến Phật thì sẽ sinh tâm hoan hỷ, đó là nguyện lực đầy đủ của chữ Phật khiến cho bạn sinh tâm hoan hỷ. Trong mỗi mỗi địa ngục, trải qua vô lượng kiếp, vì độ các chúng sinh mà nhẫn được khổ đó. Bồ Tát là người đầy đủ đại trí huệ, cho nên xả đi tiểu ngã của mình mà thành tựu đại ngã của chúng sinh. Vì tự lợi lợi tha, tự giác tha, tự độ độ tha mà hành Bồ Tát đạo, chẳng sợ mọi sự khổ, chẳng ngại mọi khó khăn, nguyện vì chúng sinh mà chịu khổ. Như Bồ Tát Địa Tạng phát nguyện rằng, tôi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Địa ngục chưa trống không, thể không thành Phật. Cho nên Ngài luôn ở dưới địa ngục với chúng sinh, hy vọng chúng sinh giác ngộ phát Bồ Đề tâm, sớm lìa khỏi biển khổ, trải qua vô lượng kiếp thời gian mà vẫn không nhàm giáo hóa chúng sinh, độ thoát tất cả chúng sinh. Ngài vì khiến cho tất cả chúng sinh liễu sinh thoát tử, lìa khổ được vui mà nhẫn tất cả khổ ở địa ngục, nghĩ rằng chịu khổ thì hết khổ, hưởng phước thì hết phước. Cho nên tâm cam tình nguyện chịu khổ, Bồ Tát tâm từ bi vì độ chúng sinh mà nhất chịu khổ không thể nhẫn được. Đó mới là tinh thần của Bồ Tát, đó mới là thật hành Bồ Tát đạo. Bồ Tát dùng bốn pháp nhiếp để giáo hóa chúng sinh. Bốn pháp nhiếp đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Này nói sơ lược về bốn pháp nhiếp. Một, bố thí, Bồ Tát giáo hóa chúng sinh, xả mình về người, đem lợi ích của mình bố thí cho người cần. Bố thí của Bồ Tát có ngoại tài và nội tài. Ngoại tài là tiền bạc châu báu, đất nước vợ con. Nội tài là đầu mắt tủy não, da thịt gân cốt. Tuy bố thí nội tài và ngoại tài, nhưng tam luân thể không chẳng chấp trước. Tam luân thể không là chẳng có người thí, chẳng có người nhận, cũng chẳng thấy có vật thí. Tùy Bồ Tát bố thí mà lìa khỏi tướng bố thí, Ngài chẳng có tư tưởng của phàm phu tuyên truyền tự ngã của mình. Các vị biết chăng, chùa lớn nào đó là tôi bỏ tiền ra làm, cây cầu nào đó là do tôi bỏ tiền ra làm. Đó là bán quảng cáo, đó là chấp trước vào tướng bố thí. Tùy có công đức mà công đức nhỏ, Bồ Tát đối với việc công đức chẳng nhớ ở trong tâm, qua rồi thì không còn gì nữa, tuyệt đối chẳng tuyên truyền. Hai, ái ngữ. Khi Bồ Tát hành Bồ Tát đạo thì đối với chúng sinh đều hòa nhan duyệt sắc, tuyệt đối chẳng nổi giận, cũng chẳng dùng thô ngôn bạo ngữ để mắng người, càng không phỉ báng người, chẳng nói lời thị phi, càng không làm ly gián, chẳng bới lông tìm vết, chẳng tìm phiền não của người, chẳng nói chuyện xấu của người, sinh tâm an hỷ. Ái ở đây là ái hộ chúng sinh, tức cũng là lời hay, lời tốt. Ba, lời hành. Bồ Tát làm gì cũng đều lợi ích chúng sinh. Lời nói, việc làm, cử chỉ, hành động đều là mô phạm cho chúng sinh, do đó có câu dùng thân làm phép tắc, khiến cho chúng sinh học theo. Ngài khiến cho chúng sinh sinh tâm tôn kính, sinh tâm tín ngưỡng, tin lời của Bồ Tát nói có chân lý. Bốn, đồng sự. Bồ Tát muốn độ tất cả chúng sinh mà hiện ra nghề nghiệp đồng với người, cùng với họ sinh hoạt với nhau, khiến cho họ sinh cảm thân thiện. Như Bồ Tát muốn giáo hóa chúng sinh thì thị hiện thân phận học sinh, làm ảnh hưởng người học sinh đó phát tâm Bồ Đề, học vô thượng đạo. Bồ Tát muốn độ người làm công thì thị hiện thân phận người làm công, đi cảm hóa họ phát tâm Bồ Đề. Bồ Tát muốn độ nông dân thì thị hiện ra thân phận người nông dân, để làm ảnh hưởng họ phát tâm Bồ Đề, học vô thượng đạo. Bồ Tát muốn độ người buôn bán thì thị hiện ra thân phận người buôn bán, để cảm hóa họ phát tâm Bồ Đề. Bồ Tát quan sát có nhân duyên gì độ được họ thì thị hiện ra thân đó mà độ họ. Chẳng những tại loài người là như thế, mà dù súc sinh cũng như vậy. Khi Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong quá khứ đã từng làm nai chúa để giáo hóa đồng loại và cảm hóa được ông vua không ăn thịt nai, không tiếc thân mạng mình thưởng hộ các Phật Pháp,
vô ngã tâm điều nhu, đắc được đạo Như Lai. Thuở xưa khi Phật Thích Ca Mâu Ni đi khắp nơi cầu Pháp thì chẳng tiếc thân mạng vì Pháp quên mình. Một ngày nọ, Ngài gặp quỷ La Sát, nghe nó đọc nửa bài kệ: các hành vô thường là Pháp sinh diệt. Đây là nói về tất cả hành vi đều là vô thường. Tại sao lại vô thường? Vì nó là Pháp sinh diệt, sinh rồi lại diệt, diệt rồi lại sinh, chẳng có lúc nào ngừng. Phật Thích Ca Mâu Ni lúc hành Bồ Tát Đạo tại nhân địa nghe được, biết đây là bài kệ của Phật Pháp, nhưng còn nửa bài kệ nữa mà quỷ La Sát không nói. Phật bèn yêu cầu quỷ La Sát: người chưa có đọc xong, nhất định còn hai câu nữa, xin hãy đọc hai câu kia cho tôi nghe có được không? Quỷ La Sát nói: được, nhưng tôi đã đói, chẳng còn sức để đọc ra. Nếu ông xả thân cúng dường cho tôi, thì tôi sẽ đọc cho ông nghe. Phật nói: tôi hứa với ngươi, nhưng tôi cũng có điều kiện. Trước hết ngươi hãy đọc ra, để tôi khắc vào cây, lưu lại chánh pháp cho người đời sau, khiến cho họ y pháp tu hành. Sau đó nhà ngươi mới ăn ta, có được chăng? Quỷ La Sát nói: đương nhiên là được, ông hãy lắng nghe. Sinh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui, cũng có nghĩa là dứt khổ sinh tử rồi, thì niết bàn là vui. Lúc đó Phật dùng dao khắc lên cây: các hành vô thường là pháp sinh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Khắc xong rồi, trong tâm Phật nghĩ, thời gian lâu dài thì cây cổ thụ cũng dễ biến hoại, chẳng bằng khắc lên đá, sẽ giữ được lâu hơn, giúp cho người được pháp ích nhiều hơn. Do đó yêu cầu với quỷ La Sát rằng: tôi quyết định đem thân thể này cúng cho nhà ngươi, tuyệt đối không hối hận, xin ông hãy đợi chút nữa để cho tôi khắc bài kệ này lên đá, khiến cho người đời sau đều có cơ hội được nghe có được chăng? Quỷ La Sát nói: ý của ông rất nhân từ, đáng kính đáng phục, tôi đợi ông khắc xong rồi tôi sẽ ăn ông. Phật khắc bài kệ lên đá rồi, sau đó nhắm mắt lại đợi quỷ La Sát đến ăn. Trong tâm của Ngài rất an tĩnh, đợi thời gian rất lâu chẳng có tiếng động gì, cảm thấy rất kỳ lạ. Mới mở mắt ra xem thì chẳng thấy quỷ La Sát đâu cả, bèn nhìn lên hư không thì thấy có vị trời, nguyên lai là vị trời đó hóa làm quỷ La Sát đến khảo nghiệm Phật, có thật là vì Pháp quên mình không? Lúc đó vị trời cười rồi đi. Bồ Tát hành Bồ Tát đạo chẳng tiếc thân mạng mình để bảo hộ Pháp của chư Phật nói: Bồ Tát chẳng có ngã tướng, tướng ta chẳng có ngã sở, thuộc về ta. Tâm ý điều nhu chẳng có căng cường, Ngài dùng lời lẽ lương thiện để đối đãi tất cả mọi người. Tu hành chẳng có ngã, tâm điều nhu mới chứng được đạo của Phật tu. Bấy giờ, quang minh vượt qua 10 thế giới, chiếu khắp trăm thế giới ở phương Đông, phương Nam, Tây Bắc, bốn hướng trên dưới cũng lại như thế. Trong các thế giới đó đều có trăm ước cõi diêm phù đề, cho đến trăm ước cõi trời sắc cứu kính, hết thảy đều hiện ra trong đó. Trong mỗi cõi diêm phù đề đó, đều thấy Đức Như Lai ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng, có các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật cùng nhau vây quanh. Do nhờ thần lực của Phật mà mỗi phương trong 10 phương đều có một vị Đại Bồ Tát cùng với các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật tụ lại đi đến chốn Phật. Các Đại Bồ Tát đó là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi vân vân, đến từ thế giới Kim Sắc vân vân, được Phật ở thế giới đó hiệu là Bất Động Trí Như Lai vân vân. Lúc đó quang minh từ dưới chân của Phật phóng ra, siêu qua 10 thế giới, chiếu khắp trăm thế giới ở phương Đông, ở phương Nam, phương Tây, phương Bắc, bốn hướng trên dưới, 6 phương cũng đều như vậy. Trong 10 phương thế giới đều có trăm ước cõi diêm phù đề, cho đến trăm ước trời sắc cứu kính. Hết thảy thế giới đều hiện ra trong đó, trong mỗi cõi diêm phù đề đều thấy Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi ở trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng, truyền đại pháp luân giáo hóa chúng sinh, có các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật vây quanh Phật. Đó là nhờ đại oai thần lực, nên mỗi phương trong 10 phương đều có một vị Đại Bồ Tát cùng với các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật tụ lại cùng nhau đi đến chốn Phật, lắng nghe Phật nói diệu pháp. 10 vị Đại Bồ Tát đó tức là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi vân vân, các ngài đều từ cõi nước của mình đến, tức là thế giới Kim Sắc vân vân như đã nói. Các ngài phụng sự Phật ở nước của mình,
tức là Phật bất động trí, vân vân như đã nói. Bây giờ tất cả mọi nơi đều có Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ở chỗ Đức Phật đồng thời phát ra tiếng nói bài kệ rằng: Lúc đó, khắp tất cả mọi nơi đều có vô lượng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ở chỗ đạo tràng của mỗi Đức Phật cùng lúc phát ra tiếng để nói bài kệ dưới đây. Phật rõ pháp như huyễn, thông đạt không chướng ngại, tâm tịnh lìa chấp trước, điều phục các quần sinh. Mười phương ba đời tất cả chư Phật đều thấu rõ các pháp như huyễn như hóa, chẳng có thật thể. Tất cả các pháp là đối trị các bệnh của chúng sinh, nếu chúng sinh chẳng có bệnh thì pháp cũng chẳng cần. Pháp ví như thuốc, vì chúng sinh có bệnh phiền não tham sân si, cho nên phải uống thuốc giới định huệ, khi bệnh hết rồi thì chẳng cần uống thuốc nữa. Chư Phật minh bạch đạo lý các pháp chẳng không chẳng có, cho nên mới thông đạt được chẳng có chướng ngại. Người có trí huệ mới thông đạt được, người ngu si mới chướng ngại. Người có trí huệ nếu chẳng minh bạch các pháp như huyễn thì có sự chấp trước, tức cũng là pháp chấp. Nếu chẳng minh bạch đạo lý vô chướng ngại thì cũng có chướng ngại về chấp trước, tức cũng là mê hoặc chấp trước. Có trí đức thì không đạt được, có đoạn đức thì chẳng chướng ngại. Trí huệ chấp trước là minh bạch chấp trước, mê hoặc chấp trước là hồ đồ chấp trước. Người minh bạch có minh bạch chấp trước, người hồ đồ có hồ đồ chấp trước, tóm lại đều có sự chấp trước. Nếu chẳng có chấp trước thì sẽ có biện pháp. Biện pháp gì? Có thể hồi quang phản chiếu, cầu trở lại chính mình, chuyển cảnh giới bỏ giác hợp trần, thành cảnh giới bỏ trần hợp giác. Trong tâm thành tịnh thì lìa khỏi được trí huệ chấp trước, cũng lìa khỏi được mê chấp trước, cũng chẳng có pháp chấp, cũng chẳng có ngã chấp, lìa khỏi mọi chấp trước. Phật có nói, tất cả chúng sinh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước nên không chứng đắc. Nếu trong tâm chẳng còn vô minh thì sẽ thanh tịnh, chẳng có ô nhiễm. Thanh tịnh rồi thì tự nhiên sẽ lìa khỏi tất cả vọng tưởng chấp trước. Phật đầy đủ ba đức. Một, trí đức, phá trừ được vô minh, đắc được bát nhã. Hai, đoạn đức, đoạn trừ được phiền não, đắc được niết bàn. Ba, ân đức, hay cứu độ chúng sinh mà được an lạc. Ba đức này viên mãn rồi, cho nên Phật mới điều phục được tất cả chúng sinh trong pháp giới. Hoặc thấy Phật sơ sinh, sắc đẹp như núi vàng, trụ thân cuối cùng này, vĩnh làm nhân trùng nguyệt. Bài kệ này nói về tám tướng thành đạo của Phật. Hoặc có người thấy được lúc Phật sơ sinh, thân màu sắc vàng, đẹp như núi vàng không thể nghĩ bàn. Đây là sự ra đời cuối cùng, vĩnh viễn làm ánh sáng mặt trăng trong thế gian, mặt trăng chiếu khắp tất cả cõi nước, quang minh của Phật chiếu khắp tâm của tất cả chúng sinh. Do đó có câu, Phật Pháp thanh tịnh nguyệt, thường du tất kính không, chúng sinh tâm cấu tịnh, bồ đề ảnh hiện trung. Nghĩa là Phật Pháp như trăng rằm, thường ở trên bầu trời, chúng sinh tâm thanh tịnh, bóng bồ đề hiện ra. Tức là đạo lý này, khi Phật sinh ra thì biết đi, chân bước trên hoa sen, bốn phương đều đi bảy bước, sau đó tay trái chỉ trời, tay phải chỉ đất nói, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Thiên thượng thiên hạ tức là nhân gian, ta ở nhân gian Phật là người tôn quý nhất. Tại sao nói như thế? Vì sinh tử và vận mạng của chúng sinh cầm giữ ở chính mình, cho nên luật nhân quả mình làm mình chịu. Đạo lý này chẳng có ai minh bạch, chỉ có Phật mới minh bạch được, cho nên nói duy ngã độc tôn. Hoặc thấy Phật bước đi đủ vô lượng công đức, phước huệ đều thiện xảo, trượng phu sư tử bước. Hoặc có người thấy lúc Phật mới sinh ra thì đi bảy bước, mà đầy đủ vô lượng công đức, phước cũng đủ, huệ cũng đủ, và đầy đủ đại trí huệ, cho nên dùng pháp môn phương tiện thiện xảo để giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh bỏ mê về giác. Tư thế bước đi của Phật là bước đi của bậc đại trượng phu, là bước đi của sư tử. Hoặc thấy mắt xanh biết, quan sát khắp mười phương, có lúc hiện mỉm cười vì thuận ý chúng sinh. Hoặc có chúng sinh thấy mặt của Phật xanh biếc, trong suốt như bốn biển, quan sát khắp mười phương tận hư không biến pháp giới. Phật thường ở trong định, như như bất động, tiễu liễu thường minh, chẳng hoan hỉ, cũng chẳng buồn rầu. Nhưng có lúc Phật cũng mỉm cười. Tại sao? Vì muốn tùy thuận sự ước muốn của chúng sinh, vì khiến cho chúng sinh hoan hỉ mới hiện tướng mỉm cười.
hoặc thấy sư tử hống, thân thủ thắng vô tỷ, thị hiện sinh lần cuối, nói pháp đều chân thật. Hoặc có chúng sinh thấy Phật truyền đại pháp luân, giáo hóa chúng sinh, làm sư tử hống, đại sư Vĩnh Gia có nói: sư tử hống vô ý thuyết, bách thú văn chi giai não liệt, hương tượng bôn ba thất cước uy, thiên long tịch thính sinh hình duyệt. Tạm dịch: sư tử hống nói không sợ hãi, trăm loài nghe đều sợ hãi, voi bỏ chạy mất uy nghi, trời rồng nghe được sinh vui mừng. Khi Phật nói pháp thì giống như sư tử hống, thiên ma ngoại đạo nghe đều khiếp vía. Khi sư tử hống thì tất cả loài cầm thú đều hốt hoảng sợ hãi, hồn phách bay lạc, dù voi to lớn cũng mất đi uy nghi. Thiền lòng bát bộ nghe từ âm của Phật nói pháp đều sinh tâm vui mừng. Lại Phật, hộ trì Phật, Phật có 32 tướng đại nhân và 80 vẻ đẹp. Thần đại trượng phu thủ thắng đặc biệt như thế, chẳng gì sánh bằng. Đó là sinh lần cuối cùng để thị hiện thành Phật. Pháp của Phật nói đều là pháp chân thật, chẳng có chút hư vọng nào. Hoặc thấy Phật xuất gia, giải thoát mọi ràng buộc, tu trì các hạnh Phật, thường ưa quán tịch diệt. Xuất gia là ưa ra khỏi nhà phiền não, ra khỏi nhà vô minh, ra khỏi nhà ba cõi. Ai ai cũng đều có vô minh, chẳng dễ gì phá được. Muốn vượt khỏi nhà vô minh thì sẽ ra khỏi nhà vô minh, vì nhà thế tục có rất nhiều phiền não, cho nên phải ra khỏi nhà phiền não. Chúng sinh dục giới, sắc giới, vô sắc giới đều ở trong sáu nẻo luân hồi, sinh sinh chết chết, vĩnh viễn không khi nào ngừng, cho nên phải ra khỏi nhà ba cõi. Không xuất gia thì bị tất cả sự ràng buộc, chẳng được tự tại. Chẳng tự tại thì là phiền não, có phiền não thì ngu si, ngu si thì khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo. Xuất gia thì được giải thoát, giải thoát thì chẳng có sự ràng buộc. Hoặc có người thấy Phật xuất gia, sau khi Phật xuất gia rồi, giải thoát hết tất cả sự ràng buộc phiền não, ngài tu hành các hạnh môn của chư Phật tu, tĩnh tọa tư duy, thường quán vui tịch diệt. Hoặc thấy ngồi đạo tràng, giác biết tất cả pháp, công đức đến bờ kia, sạch si tối phiền não. Sau khi Phật xuất gia rồi, đi khắp các nơi tìm thiện tri thức, trải qua 6 năm, chẳng tìm được ai, bèn vào núi tuyết, tu khổ hạnh 6 năm. Cũng chẳng chứng được pháp liễu sinh thoát tử, cuối cùng đến ngồi trên tòa kim cang dưới cội bồ đề, tĩnh tọa 49 ngày. Vào ngày 8 tháng 12, buổi tối thấy sao mai mọc mà ngộ đạo, đương thời chứng được pháp liễu sinh thoát tử. Hoặc có người thấy Phật ngồi đạo tràng, giáo hóa chúng sinh, sau khi Phật khai ngộ rồi, giác biết tất cả các pháp, thấu rõ tất cả các pháp, vì chúng sinh mà nói tất cả các pháp, phước hạnh của Phật đã đầy đủ, công đức đã viên mãn, đến cảnh giới chẳng thiếu chẳng thừa, cho nên đạt được công đức đến bờ kia, Phật đã quét sạch đen tối ngu si vọng tưởng phiền não, lúc đó phiền não đã biến thành bồ đề. Hoặc thấy thắng trượng phu, đầy đủ tâm đại bi, chuyển pháp luân thượng diệu, độ vô lượng chúng sinh. Hoặc có người thấy Phật hiện ra tướng đại trượng phu thủ thắng, 32 tướng 80 vẻ đẹp, Phật đầy đủ tâm đại bi xem tất cả chúng sinh giống như cha mẹ con cái của mình. Thường chuyển pháp luân vi diệu vô thượng để giáo hóa vô lượng chúng sinh, để cứu độ vô lượng chúng sinh độ được, đã chứng được bốn đức niết bàn, khoái lạc chân thật, thường lạc ngã tịnh. Hoặc thấy sự tử hống, oai quang tối thủ thắng, vượt tất cả thế gian, sức thần thông vô đẳng. Hoặc có người thấy Phật nói pháp, giống như sự tử hống, đại oai đức của Phật, đại trí huệ, đại thần thông, đều đặc biệt thủ thắng nhất, vượt hơn tất cả lực của thế gian, thần thông diệu dụng của Phật chẳng ai sánh bằng. Hoặc thấy tầm tịch tĩnh, như thế đang vĩnh diệt, hiện đủ thứ thần thông, thập lực làm như vậy. Hoặc có người thấy Phật thường ở trong tịch tĩnh, Phật thường tu pháp tịch tĩnh, pháp tịch tĩnh tức là pháp tịch diệt, giống như đèn thế gian vĩnh viễn không tắt, Phật có đủ sức thần thông, là cảnh giới không thể nghĩ bàn, Phật có 10 lực hay thị hiện đủ thứ diệu dụng, diệu không thể tả. Bấy giờ quang minh vượt qua trăm thế giới, chiếu khắp phương đông ngàn thế giới, phương nam tây bắc bốn hướng trên dưới cũng lại như thế. Trong mỗi thế giới đó đều có trăm ước cõi diêm phù đề,
cho đến trăm ước cõi trời sắc cứu kính, hết thảy đều hiện rõ trong đó. Trong mỗi cõi diêm phủ đẻ đó đều thấy Đức Như Lai ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng, có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật cùng vây quanh. Do nhờ thần lực của Phật nên mỗi phương trong 10 phương đều có một đại Bồ Tát, đều cùng với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật tụ lại cùng đi đến chốn Phật. Các vị đại Bồ Tát đó là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi vân vân, đến từ thế giới kim sắc vân vân. Đức Phật ở thế giới đó hiểu là bất động trí Như Lai vân vân. Lúc đó quang minh ở dưới bàn chân của Phật phóng ra, siêu qua trăm thế giới, chiếu khắp phương đông ngàn thế giới, và phương nam tây bắc và bốn hướng trên dưới cũng là như vậy. Trong 10 phương thế giới đều có trăm ước cõi diêm phủ đà, cho đến trăm ước trời sắc cứu cánh, hết thảy đều hiện ra trong đó. Trong mỗi cõi diêm phủ đà đều thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng, có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật cùng nhau về quanh Đức Phật. Đó là nhờ oai thần lực của Phật, cho nên mỗi phương trong 10 phương đều có một vị đại Bồ Tát. Mỗi vị đại Bồ Tát cùng với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật tụ tại cùng nhau đi đến chốn Phật, gần gũi Phật. 10 vị đại Bồ Tát đó tức là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi vân vân, các ngài từ cõi nước của mình đến, tức là thế giới kim sắc vân vân như đã nói. Đức Phật ở thế giới đó tức là bất động trí Như Lai vân vân. Bây giờ tất cả Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ở chỗ các Đức Phật đều đồng thời phát ra tiếng nói bài kệ rằng, lúc đó Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ở khắp mọi nơi tại mỗi đạo tràng của Phật cùng một lúc phát ra tiếng diễn nói ra bài kệ dưới đây. Phật nơi pháp thâm sâu thông đạt không ai bằng, chúng sinh không biết được, Phật khai thị thứ lớp. Sau khi Phật thành Phật rồi, hết thảy 84.000 pháp môn thâm sâu vi diệu đều thông đạt không có chướng ngại. Chín pháp giới chúng sinh chẳng có ai có trí huệ bằng Phật, vì trí huệ của Phật chẳng có gì mà không biết, chẳng có gì mà không thấy. Vì chúng sinh ngu si cho nên không thấu rõ Phật pháp, Phật thương xót chúng sinh nên rất từ bi, vì chúng sinh mà nói pháp. Khải thị có thứ lớp, trước hết Phật vì chúng sinh độn căn mà nói pháp tiểu thừa, nói về đạo lý có. Sau đó vì chúng sinh lợi căn mà nói pháp đại thừa, nói về đạo lý không. Cuối cùng vì chúng sinh đốn căn mà nói một thừa pháp trung đạo, chân không, diệu hữu. Sau khi Phật thành đạo, trước hết vì các pháp thần đại sĩ, thập địa Bồ Tát nói kinh Hòa Nghiêm, sau đó vì hàng tiểu thừa nói kinh A Hàm, sau lại vì người đại thừa nói kinh Bát Nhã, cuối cùng nói kinh Pháp Hoa và kinh Niết Bàn. Đây là vì chúng sinh mà khai thị có thứ lớp, giải thích thật lý của các pháp. Ta tin chưa từng có, cái ta cũng đều không, sao lại các Như Lai đắc được thân có hình. Ta tin tức là thân ta, Phật chẳng còn cái ta cho nên mới có ta tin chưa từng có. Tánh đều chẳng tồn tại thì ở đâu có cái ta. Ngã chẳng có, ngã sở cũng không có. Ngã tức là ngã chấp, ngã sở tức là pháp chấp. Tất nhiên chẳng có ngã chấp, cũng chẳng có pháp chấp. Thì sao có thể nói tất cả Phật được thân có hình tướng? Phật thì vô hình, vô tướng, vô tại, vô bất tại, vì không vì hữu. Cho nên Phật là khắp hết thảy mọi nơi. Minh hạnh bậc giải thoát, vô số không ai bằng. Các nhân lượng thế gian tìm lỗi không thể được. Giải thoát là lìa khỏi tất cả sự chấp trước. Nếu chẳng chấp trước thì trí huệ sẽ viên mãn. Đây là minh, phước đức cũng viên mãn. Đây là hạnh. Đây là do sự tu hành mà được. Phước huệ đều viên mãn, tức là Như Lai. Trí huệ công đức của Phật vô số không ai bằng. Bất cứ người nào trên thế gian cũng sánh chẳng bằng Phật được. Lượng ở trong nhân minh học có ba thứ. Một, hiện lượng, tức là sự hiểu biết hiện tại để cân lượng nó. Hai, tỷ lượng, dùng đạo lý để so sánh, thì tự nhiên sẽ minh bạch. Ví như cách núi có khói, thì biết là có lửa, cách tường có sừng, thì biết là có bò. Ba, thánh ngôn lượng, kinh luật luận, có nguồn luận của thánh nhân, dùng để suy lường đạo lý của ngoại đạo nói thì biết là tà tri tà kiến. Nếu muốn tìm chỗ không đúng trong ba lượng thì không thể được, cũng chẳng cách chi tìm được. Trong kinh Hoa Nghiêm nói,
có 52 hạnh vị của Bồ Tát, tức là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác. Song Tông Thiền Thai cho rằng là hạnh vị của biệt giáo Bồ Tát chứ không phải là hạnh vị của viên giáo Bồ Tát. Các ngài lập ra hạnh vị của Bồ Tát, tức là 6 tức vị, tức cũng là 6 tức Phật. Một lý tức Phật, nói theo lý thì ai ai cũng đều là Phật. Tại sao chúng ta chẳng thành Phật? Vì chấp trước trên sự tướng, có ngã chấp, có pháp chấp cho nên chưa thành Phật. Có bài cạnh nói rằng: động tĩnh lý toàn thị, hành tạng sự cách phi, minh minh tùy vật khứ, miểu miểu bất tri quy. Động tĩnh tức là đi đứng nằm ngồi. Nếu minh bạch đạo lý động tĩnh thì đều là đúng. Nếu chẳng minh bạch đạo lý thì đều là sai. Lúc đó động cũng chẳng đúng, tĩnh cũng chẳng đúng. Hành là đi làm, tạng là thu vào, nghĩa cũng là động tĩnh. Nói theo sự tướng thì không đúng, vì lý thì đúng cho nên sự là sai. Mình nghĩa là chẳng biết chẳng hiểu, sai là ở trong sự không biết không hiểu, chạy loạn theo vật dục, chẳng giữ bổn phận. Miểu miểu là hồ đồ, sai ở trong sự hồ đồ, chẳng biết trở về, trôi nổi, quên về. Nghĩa là nói tự tin của chúng ta vốn giống như Phật, nhưng rơi vào pháp hữu vi, cho nên hiện là chúng sinh. Pháp hữu vi là sự, pháp vô vi là lý, nên hồi sự hướng lý. Hai, danh từ tức Phật. Hiện tại nghe được danh từ của Phật, biết chúng sinh và Phật đều là bình đẳng. Bất quá Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật chưa thành. Nhưng có danh từ Phật, chúng ta nghe được danh từ mười phương chư Phật, mới nói bài kệ dưới đây: phương thính vô thành khúc, thử văn bất tử ca, kim trì đường thể sự, phản hận tự tha đà. Nghĩa là vừa mới nghe được ca khúc chẳng có tiếng, bây giờ lại nghe được bài ca bất tử. Đến hôm nay mới biết tu hành thì tương lai có thể sẽ thành Phật, lập tức bỏ mê về giác, phát bồ đề tâm. Đây là con đường thành Phật, phải hồi quang phản chiếu, mình đã để thời gian trôi qua lãng phí, thật là đáng tiếc. 3. Quán hành tức Phật. Quán hành tức là quán sát sở tu hành tất cả các Phật.